giờ là 4 giờ gần 4 giờ 20. Ô, cái bình rượu này để đâu? Trang trại Thanh Xuân gửi xuất bình rượu tắc kè, bình to, bình rượu tắc kè và một bình ghế nhỏ. Đây. Chiều 27 Tết. Hả? Mỗi thằng nhân viên này cũng được về quê ăn Tết. Chịu khó làm nốt ngày mai. Nhân viên thu mua dế sống thì chúng tôi cho nghỉ sớm. Thu mua dế sống cho bà con tại các bến thì kết thúc sớm, bởi vì khi thu mua về chúng tôi còn phải xuất hàng đi, nên là kết thúc theo nhu cầu của khách hàng. Bà con ở các tỉnh thì sớm thì chúng tôi cũng phải kết thúc sớm, và nhân viên đóng gói cũng về quê. Các nhân viên đóng gói của chúng tôi là thường là nữ, mà các bạn ấy ở quê xa nên là cũng một số về quê rồi. Còn giao hàng cho các tỉnh thì vẫn đảm bảo đến ngày nay hoặc là ngày mai, chốt nốt cố gắng lắm thì ngày mai nữa. Đây còn đơn hàng buổi chiều ngày 27. Còn hai đơn nữa, một đơn một thùng này. Một thùng ghế trục loại nhỏ và một bình rượu tắc kè thì tối nay sẽ giao nốt và kêu còn một bình của khách đặt nữa thì đến ngày mai hoặc ngày kia. Nói chung là rượu tắc kè chúng tôi giao nhúc nhắc từ nay đến chiều 30 vẫn giao tiếp. Sợ rơi, để thùng nhỏ thì sợ rơi. Đào quất khắp nơi, mọi người mua đào về để trưng Tết. Đào quất. Bây giờ mọi người đi sắm Tết, nhà nhà đi sắm Tết và ăn uống tiệc tùng ở cây cảnh. Không khí Tết náo nhiệt lắm rồi. Bà con tranh thủ đi sắm nốt, còn thiếu cái gì thì sắm nốt.